Trời, trời là nè. Mày đứng máy nè. Mày đứng máy. Ờ mày đứng máy. Ờ sao hồi nãy. Hồi nãy game mày đứng hả anh em? Lại game giật giật cái thằng lát kinh hồn. Lát kinh hồn lên canh tạm nó đều được à. Banh sao nói đi. Đá chim. Có bụng ở xiêm nhồng. Để cho đi pay. Rồi mà tao bây giờ quyết định tái chứ. Giờ mới lên tiệm đấy nha. Không có súng con. Đây. Tập đạn chiêm 2 mình. Ừ. Trời. Trời mà nè, đôi chưa cả mấy nè, cả tối ơ pa viên man. Đủ ma Việt Nam mà đặt phạt kìa. Phạt du. Nên chửi Việt Nam mình mới mở mic lên mình chửi nha. Phạt du. We fuck you now. What I want to happen? Tới đây là ngay tầm rồi. Tới đây là ngay tầm bắn của anh rồi em ơi. Ôi, nó bắn bazooka gì chuẩn vậy? Nhảy xuống đất luôn. Trúng người luôn hả? Thằng kia đâu ra nữa? Tên.
Ôi, nãy giờ gặp Bayuka hai lần chết hai lần luôn. Trời mà, đừng có à, nó gặp lương quá nữa. Giáp ba đầu game cho quá. Đợi cho máy bay nó bay qua. Rồi, nó biết mình ở đây rồi. Yeah, wait. I killed him. Van with love. Ôi cảm ơn Thắng Hưng nha. Ngoài qua đây. Ngọt rồi lo ngoài. Đuôi xa, mà khó tên quá rồi. Chân mà quá. Hết đạn chân rồi quá. Nhanh quá. May mắn. Cảm ơn anh. Hello Văn Nhà. Hello. Ở dơ luôn. Em biết anh mấy cái áo này không mà kêu anh nó dơ. Anh tới 4 cái áo, 2 cái áo này nè, 2 cái áo trắng nè, với 2 cái áo màu đen nữa. Ơ, 2 cái áo xám.
trang trí mà, thấy phòng lai cũ mới đâu anh em. Vẫn là phòng cũ thôi nhưng mà trang trí thôi. Vẫn làm cho anh em coi được không? Anh em chịu không? Chịu mới làm, không chịu thì không làm. Hỏi em. Sao bữa nay sấy kỳ ta? Bạn hết bữa nay bị lỗi rồi. Bữa nay sấy với tá bắn kỳ nè. Hơi lát anh em. Thờ Tiến Minh buồn không? Anh hỏi gì thôi là biết buồn không? Buồn là anh không chịu rồi đó. Trời, dụ dỗ tôi anh em, nó không cho tôi like kìa. Mà kinh phết. Em đang sớm này, alo alo 1 2 3 4 5 6. Cái thằng cuối cùng đâu là biến kiếm quá. Ra đây tao múc mày luôn, đứt lỗ tai mày luôn cho lẹ nè. Trời ơi, boss. Top 1 nha, đơn giản quá rồi. Chẳng này tớ...